rất nhẹ nhàng này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Lưu Việt. Hôm nay mình xin review đến các bạn một cái thiết bị để phục vụ cho công việc làm lốp ô tô. Thì trước mặt mình đây là một cái máy tháo lắp lốp, hay còn gọi là máy ra vào lốp của hãng Maybeth. Dòng máy này có model là GS24. Đối với cái dòng máy Maybeth GS24 này có một số cái thông số kỹ thuật sau. Thì mình xin giới thiệu các bạn, đây là cái phần mâm của máy làm lốp. Đường kính kẹp trong là từ 10 đến 22, đường kính kẹp ngoài là từ 12 đến 24. Cái máy GS24E này có cái phần đường kính để sử dụng được cái dòng lốp đường kính lớn nhất là 1200 mm. Phần độ dày của bánh xe để ép phần lốp này, đó, ép phần lốp là từ 3 đến tầm khoảng 15 inch. Đi vào một số cái phần chi tiết và cái cấu tạo của máy thì mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là phần trục chính của máy này. Đấy, phần trục chính máy thì đối với dòng GS24E này thì chuyên cho dòng ô tô con, thì dòng này là toàn bộ phần trục là trục tròn. Đó, phần trục là trục tròn. Trên trục tròn này sẽ có thêm một bộ phận là bộ tay bơm lốp. Đó, tay bơm lốp để các bạn gá tiếp vào đây. Đó, đây là phần trục máy. Thì cái dòng GS24E này thì vẫn là dòng khóa cơ các bạn nhé, vẫn là dòng khóa cơ. Máy Maybeth thì bên công ty nhập về có hai hãng, một là dòng khóa cơ và một là dòng khóa hơi. Dòng hơi thì dòng cao cấp hơn, đây vẫn là dòng khóa cơ. Đây là tay ép lốp để mình tách cái phần bộ phận tanh ra khỏi phần bề mặt mép của la răng. Thì cái dòng GS24E này sẽ có một số cái sự khác biệt so với các dòng thường. Các dòng thường thì sẽ chỉ có một khẩu độ thôi các bạn nhé, một khẩu độ để các bạn ép này. Đó, ép này. Đó, nhưng cái dòng GS24E này mình có thể thay đổi trực tiếp cái khẩu độ để rộng ra, để phần chiều dài của lốp mình ép, có thể là lốp dòng lốp thể thao, lốp chống xịt, thì bao giờ cái đường kính có rất là dày, chúng ta có thể thay đổi bằng cách kéo cái phần trục này. Đó, tháo lưới trục này ra thì toàn bộ phần ép lốp sẽ được rộng hơn rất nhiều. Đó, các bạn thấy này. Như các bạn lưu ý, đối với dòng này thì sẽ không làm được xe máy các bạn nhé. Đây là dòng chuyên cho ô tô thì không làm xe máy được. Các dòng xe máy thì bên công ty có những cái dòng model nhỏ hơn, thì mình sẽ giới thiệu các bạn những dòng model nhỏ các bạn có thể lưu ý. Tiếp tục đến là đây là một cái lơ vía này. Cái lơ vía này để sử dụng cho mình tách cái phần lốp ra khỏi la răng. Trên đây thì vẫn giống như các dòng máy thông thường, sẽ có những cái phần bộ chấu để mình thay đổi các cái phần vận hành máy. Đây là phần ép lốp này, ép lốp để chúng ta ép cái phần tách phần tanh ra này. Đó, ta ép lốp này. Đây là phần ra vào chấu này. Đó, ra vào chấu thì vẫn giống như các dòng bình thường, các bạn ấn một lốc thì toàn bộ chấu sẽ ra hoặc vào, bốn chấu này, ra vào này. Đó. Bên này thì là phần xoay của mâm. Đó, xoay của mâm. Thì khi các bạn ấn xuống thì phần mâm sẽ xoay xuôi chiều kim đồng hồ. Đó, các bạn kéo lên thì mâm sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đó, cũng giống như các dòng máy thông thường khác. Thì trên máy này thì cái phần bố trí của mâm thì toàn bộ mâm là mâm vuông. Đó, đường kính mâm là 24 như mình đã nói với các bạn trên. Phần piston này, đây là phần piston rất là dày dặn này. Đó, máy sẽ có cái model sẽ ký hiệu trực tiếp trên này luôn. GS24E. Đó. Sang bên này thì vẫn như các dòng máy thông thường thì sẽ có thêm là một cái phần hộp để mình đựng cái phần dung dịch để mình làm trơn phần lốp để tháo lắp lốp ra. Đó. Và đây là phần quả đựng dầu. Khi nhập về thì nhà sản xuất đã cho một lượng dầu cố định ở bên trong cái phần bầu dầu này rồi. Nhưng khi các bạn sử dụng
Đó, khi mà sử dụng thì dầu sẽ bơm vào trong piston, thì khi phần piston hết thì các bạn sẽ chế thêm cho mình dầu vào. Thì khi cái dầu này các bạn sử dụng, các bạn nên dùng dầu của máy khâu các bạn nhé. Và đây là phần bộ phận tách nước này, toàn bộ đường hơi cấp từ máy lên khí trước khi vào trong đường piston và đường hơi bên trong của máy tạo lốp sẽ có một bộ phận tách khí bên ngoài để chúng ta đảm bảo được cái lượng khí vào trong trong máy nó sẽ là khí tinh khiết và khí khô để giảm thiểu những cái phần rủi ro, những cái phần bầu ép hơi hoặc là những piston sẽ dễ bị ảnh hưởng đến phần xước piston hoặc là phần ghẻ phần gioăng. Đó. Hơi thì đối với cái piston này thì nhà máy khuyến cáo các bạn nên sử dụng dòng hơi cấp vào cho cái máy này. Đó. Tất nhiên là cái phần đầu này đã có điều chỉnh hơi rồi. Nhưng khi hơi vào thì các bạn nên chỉnh hơi là chế độ max là 13, không được chỉnh chế độ hơi lớn hơn các bạn nhé. Đó. Để đi vào chi tiết cái máy này hơn thì bây giờ mình sẽ trực tiếp vận hành cái máy GS24E này để thao tác cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái máy tháo lốp và như nào cho nó hiệu quả nhất với các bạn cùng mình để test trực tiếp trên quả lốp. Bây giờ mình sẽ thực hành trực tiếp để tháo con lốp này. Thì các bạn lưu ý một số những cái phần kỹ thuật sau trên phần của lốp này trước khi chúng ta để vận hành vào cái máy tháo lắp lốp nhá. Thì chúng ta sẽ phải tháo toàn bộ cái phần hơi bên trong máy này ra. Thì các bạn nên có một cái phần để chuyên tháo van như này. Chúng ta phải tháo toàn bộ hết hơi bên trong này ra. Tháo hết hơi ra là chúng ta sẽ ép. Máy là mâm 24, đó, đường kính kẹp trong là từ 12 đến 24, đường kính kẹp ngoài là từ 10 đến 22. Như mình làm thì mình khuyên các bạn là không nên dùng đường kính kẹp ngoài mà các bạn nên dùng đường kính kẹp trong, để cái phần kẹp trong nó sẽ bám vào phần kẹp ngoài của phần tay này thì chúng ta dùng nó sẽ không phải bị xước. Còn nếu các bạn ôm cái phần kẹp ngoài này, các bạn nhìn bao giờ sẽ có những cái phần gấu thò ra để nó vẫn giữ cái phần la răng của ta không bị xoay, thì chúng ta ép, khi ép vào ấy, đây là thì nó sẽ dễ bị xước la răng như này. Đó, dễ xước la răng như này thì cái răng da đúc cũng rất là, nhìn nó rất là xấu. Đó, thì các bạn lưu ý là lên sử dụng đường kính kẹp trong để ôm vào cái phần mép ngoài của la răng. Một số dòng ví dụ như các bạn nếu mà sử dụng đường kính kẹp ngoài của phần máy tháo lốp như này, các bạn nếu làm những dòng la răng 13 thì các bạn sẽ không thể nào kẹp đường kẹp ngoài được. Cho nên là khi sử dụng các bạn nên sử dụng đường kính kẹp trong, thứ nhất là không hay bị xước la răng, thứ hai là độ hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Và các bạn có thể làm được tất cả các dòng lốp ô tô, từ lốp nhỏ nhất là từ 10, ví dụ như các dòng xe thường la răng sẽ là 13, đến dòng la răng 24 là các bạn có thể làm ok hết. Đó. Thì các bạn nhìn trên lốp bao giờ nó sẽ có là cái phần đường kính của lốp là R bao nhiêu là R16 đó. Thì đây là lốp 16 nhá. Thì bây giờ quay vào làm. Khi ép lốp thì mình cũng nói sâu thêm một chút với các bạn về cái kỹ thuật để ép nhá. Khi các bạn ép lốp thì các bạn tránh cho mình cái phần van. Đó, khi ép này, phần tay ép cách van tầm 20 phân. Đó, để tránh những cái dòng xe người ta lắp cảm biến áp suất lốp, các bạn nếu ép trực tiếp vào đây sẽ vỡ cảm biến áp suất lốp. Đó, thì các bạn nên cách xa 20 phân cho mình. Không cần biết là lốp nào có cái áp suất lốp hay không, cứ ép lốp các bạn ép cách xa cho mình trước tầm 20 phân. Đây này, khi ép này các bạn để cái phần mỏ kẹp này. Đó, mỏ kẹp áp sát vào phần giữa phần na răng và phần tay, các bạn ấn này. Ok, bật ra, các bạn nhả đây ra. Cái này là đây mình đang làm review thì mình sẽ không để cái máy là nó thấp đất, đúng ra bạn để thấp đất thì các bạn xoay nó rất là dễ này, xoay rất là dễ này. Khi các bạn ép này, các bạn nhìn thấy là toàn bộ cái phần mép của la răng và phần mép của lốp nó tách ra như này rồi. Này các bạn không cần ép nữa, các bạn quay mặt sang bên này, ép tiếp mặt trong để hở tiếp ra như vậy. Luôn luôn nhớ tách phần van 20 phân, bất kể mặt trong mặt ngoài. Như này là đã tách ra rồi này, các bạn thấy này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cho lên máy chúng ta làm. Đây các bạn nhìn này, đây là kẹp ngoài. Đó, thì bốn cái chấu nó sẽ ôm vào kẹp trong như này thì ta không bị xước la răng nhé các bạn nhé. Thì bây giờ khi làm chúng ta chỉ cần đơn giản thôi, đây là phần trục, các bạn ôm phần trục xuống thì các bạn cũng làm tương tự cho mình nhé. Cũng cách cách cho mình cái phần mép, cái phần van
là 20 phân. Các bạn ấn chụp thẳng xuống này, ôm sát rồi này, các bạn khóa vào, khóa hơi như này. Đó, chúng ta tiếp tục chỉnh cái phần tay này, để cho cái tay này nó sẽ chỉnh, các bạn nhìn này, chỉnh ra vào này, ra vào này. Nếu các bạn để hở quá thì chúng ta móc rất khó, chúng ta để gần vào một chút, để gần vào một chút, gần chút như này là rất là ok rồi. Trước khi chúng ta móc, dùng cái lơ vi chúng ta móc ra, đó, móc cái tanh ra thì chúng ta sẽ dùng nhé. Cái này thì thường thường thì để các bạn làm chuyên nghiệp ấy, thì các bạn nên mua những cái dòng dòng dung dịch nó chuyên để dùng cho làm lốp, thì khi chúng ta vào nó sẽ không bị nước vào bên trong, không ai bị hỏng cái phần của lốp của chúng ta và hỏng la răng. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái mỡ dầu ăn cũng được, nó dầu ăn cũng được, chúng ta làm. Cái mục tiêu chúng ta bôi là để làm gì? Để chúng ta làm trơn cái phần mép tanh, thì chúng ta móc ra nó không hay bị xước phần tanh. Ta bôi hết một lượt như này nhé, bôi hết một lượt như này. Sau đó chúng ta dùng lơ via này. Cái lơ via thì các bạn cũng lưu ý nhé, nó sẽ có hai phần mỏ này. Chúng ta có thể dùng đầu nào cũng được, nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo đúng cách của mình làm. Thì chúng ta sẽ dùng cái phần mỏ thẳng này, chúng ta móc phần trên, còn phần mỏ dưới chúng ta sẽ còn móc, chúng ta kéo phần dưới. Đây là mỏ thẳng này, chúng ta móc phần trên trước này. Đó, chúng ta ôm này, các bạn nhìn này, cái phần lơ via này sẽ ôm vào phần mép của cái phần tay này, ta đậy lên này. Thường thường làm nó sẽ đứng hướng như này nhá, ta hướng đứng như này, ta móc lên này. Đó, móc lên này, ok chưa? Móc lên rồi chúng ta sẽ xoay này. Các bạn mới làm các bạn nên xoay từ từ thôi, để các bạn cảm nhận nhá, từ từ để cảm nhận xem là, tại vì nhiều những dòng lốp nó rất là cứng, các bạn nếu mà các bạn quay nhanh nó rất dễ bị đứt cái phần mép của cái phần tanh. Các bạn lưu ý cái phần tanh này, mép tanh này, nếu phần quả lốp mà đứt cái phần mép tanh bên trong này thì cái quả lốp này sẽ bị mất tác dụng giữ hơi. Cho nên chúng ta phải lưu ý, thật lưu ý là làm ra thật là từ từ, thật là nhẹ nhàng các bạn nhé. Nhiều dòng rất là cứng, các bạn nếu mà các bạn sơ sẩy một cái, quá tay một cái, đạp chân mạnh thêm một tí là có thể mất cái phần mép này ngay. Đó. Nhiều những cái dòng cứng này các bạn nhìn thấy là có thể nó chưa xuống được này, thì bạn nên bôi cho mình thêm một chút vào đây này, để cho nó trơn ngay ra, thì da nó sẽ rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Đó, rất nhẹ nhàng này. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Đó. Đây chúng ta ra được một cái mặt trên bên trên rồi. Tiếp tục được mặt bên dưới này. Các bạn lại dùng lơ vi tiếp này. Đó, lơ vi lại tiếp tục dùng mặt cong này. Kéo lên này. Đó, kéo lên này. Dùng cái tay này. Cái mặt này nhá, các bạn lưu ý này, cái mặt cong này các bạn ngửa ra bên ngoài nhá. Ngửa ra bên ngoài quả lốp bên ngoài nhá, để chúng ta móc cái này lên này, kéo cái phần tanh này lên này. Nếu chúng ta dùng đầu thẳng chúng ta không kéo tanh lên được nhá. Đó, cho nên là cái lơ vi thiết kế ra nó cũng rất là mình phải dùng cũng phải đúng cách nha các bạn nhé. Này, kéo ra này, các bạn kéo này xuống cho mình này. Các bạn sẽ móc vào cái phần bên dưới này. Đó, chúng ta cầm tay ta kéo lên này. Được rất là to. Làm rất là nặng. Các bạn phải lưu ý và cần có kỹ thuật để các bạn làm nhé. Móc lên. Ok. Tiếp tục cũng như quả lốp trên, các bạn lưu ý này, lại dùng tiếp tục cái này, bôi vào phần trong cho mình này. Đây cái mỏ này, cái mỏ phải dùng đúng cách các bạn nhé. Đúng cách này các bạn xoay này. Đó, xoay này. Khi các bạn xoay ra, các bạn nên giữ cái tay ở đầu này để cho cái phần tanh này nó kéo lên và ra rất là dễ. Đó. Như vậy là chúng ta đã ra vào xong một quả lốp. Nếu chúng ta có muốn thay lốp hoặc chúng ta muốn vá lốp thì chúng ta chỉ cần thao tác lốp, cái công đoạn còn lại là ok. Đây, chúng ta sẽ lắp cái quả lốp này vào. Trước khi lắp vào thì các bạn cũng dùng cái chuyên dụng này các bạn nhé. Cái nước bôi trơn này, ta bôi này, bôi đều quanh cái phần mép của lốp này. Mép lốp này. Mép tay này để làm trơn. Cái mục tiêu bôi trơn để tránh bị xước cái phần mép tay. Đây, chúng ta vào nhé, các bạn lại cũng lại tương tự như vậy. Các bạn nhìn ở trên cái vấu này, nó sẽ có một cái phần mỏ trục trên này và một phần mỏ dưới này. Thì khi chúng ta vào lốp, chúng ta lại phải để cái phần mép tanh này lên trên cái phần mỏ kẹp sau này. Đó. Còn cái phần một mép này chúng ta để phần dưới này, phần dưới phần trục này để chúng ta xoay này. Chúng ta kéo về hướng người mình này.
sẽ một cái trên một cái dưới này, chúng ta sẽ cho vào này. Đó, thế tự bật xuống này. Ok, tiếp tục đến phần bên này cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ cho cái quả lốt này vào. Thì khi vào các bạn cũng lưu ý là các bạn bôi trơn giúp mình nhé. Bôi trơn giúp mình cái mép bên trong nhé. Nó cho vào này, một đôi bia ta dính xuống này. Khi vào các bạn lưu ý giúp mình nhé, kéo lại cho nó thật mềm mềm xuống nhá. Thật mềm nhá. Dùng lơ vía này, tận dụng lơ vía nhá. Kéo mềm xuống để tránh bị khăng quá nhá. Nhiều quả lốt nó rất là cứng, các bạn cần phải thao tác thật chuẩn, tránh hiện tượng bị rách lốt của khách hàng nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách tháo lắp lốp. Chúng ta mình kéo này mở ra, sau này lên đẩy này ra. Đó, như vậy là đã ok xong cái phần cách tháo lắp lốp. Thì để hoàn thiện được thì chúng ta lại bắn này ra, cho lốp này xuống. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần bơm lốp lên là đã xong cái công việc để tháo lắp lốp hoặc là chúng ta thay lốp cho khách hàng rồi. Đó, thì vừa rồi mình vừa có giới thiệu đến các bạn toàn bộ cái nguyên lý hoạt động của cái máy tháo lắp lốp Maybach model GS24E và cái cách để tháo lắp lốp sử dụng bằng cái máy này như thế nào. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đang có nhu cầu muốn đầu tư cái máy làm lốp, các bạn hãy nhấc điện thoại lên gọi cho mình theo số hotline ở trên clip để được mình tư vấn cho bạn tốt nhất, lựa chọn những cái model là phù hợp nhất với cái công việc sử dụng của mình. Bên công ty thì có rất nhiều những cái model để sử dụng cho các bạn, từ máy làm lốp xe máy này, xe tay ga này, xe đạp điện này, đó, các dòng ô tô con này, đó, những cái dòng máy cơ, máy sử dụng bằng tay cơ 100%, một số dòng sử dụng tay hơi, ép hơi này, một số dòng máy tự động này, tay tì đè này. Thì bên công ty có rất nhiều những cái dòng máy, có rất nhiều những cái model để các bạn lựa chọn để phù hợp với công việc của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ cái kênh của mình. Các bạn hãy chia sẻ và ấn like cho mình để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.